mày nhanh xe đi. Không. Thấy con bé nó bắt xe đây thì tôi lại À, em cũng nói luôn nha, anh người dân em cũng đi hết luôn xe, không có gương, không có đi tờ ở đây. Ừ. Nha. Nha. Con hỏi biết thằng con mà em nè, anh dặn thấy không? Hả? Anh đi đâu rồi này? Rồi là sáng mai mang đầy đủ giấy tờ lên lấy xe đó không? Sáng mai mang đầy đủ giấy tờ lên lấy xe đây nha. Ừ. Có việc của em. Tại nhà gần như em cũng chủ quan và đi đến cho nó một con một chồng mà đi về thế. Rồi giờ người nhà nó giờ anh giữ xe người nhà có ai ra rước không? Có mấy đứa như mình có bán rồi. Chính mình cái tên thì sử thì em đọc nhiều lúc nó ghi sai. Hai chị em đi chung hả? Nhà ở đâu? Đây là Nguyễn Văn Thụ hả? Dạ. Để anh chờ lên lên xe đi, anh chở về mà lấy giấy tờ ra. Vậy thôi. Đi đi.
lên xe trở về và lấy giấy tờ. Chứng minh nhân dân làm không được. Chỉ có giấy tờ xe thôi, ảnh đang kiểm tra giấy tờ xe thôi. Đi giờ về nhà lấy giấy tờ xe lên luôn nhỉ. Anh đi cho em chơi nè. Được hả? Con bé nó kêu anh đi để cho em xin. Tính để cho mấy anh lập biên bản xong rồi mình nói. Nhưng mà con bé nó kêu thôi mấy anh đi để cho em xin. Thì mình đi cho để cho nó xin thôi. Có chim lợn, có thằng quỷ kia nó gọi điện để kêu ông kia ông chạy qua xử luôn. Chứ giờ mình nó đứng ra nó xin rồi thôi chứ.